tại sao em gái ông Kim Jong-un bất ngờ chỉ trích Tổng thống Zelensky. Bà Kim Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 1 tháng 4 đã lên tiếng chỉ trích Ukraine. Chính quyền của ông Zelensky bàn bạc về khả năng đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ tại nước này, cũng như việc tự phát triển vũ khí hạt nhân. Điều này có thể được coi như là sự đánh cược số phận của đất nước nhằm hiện thực hóa tham vọng chính trị mà Kim Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố hôm 1 tháng 4. Theo đài Reuters, tuyên bố trên của bà Kim được đưa ra nhằm bình luận về một bản kiến nghị được đăng tải trên website của Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 30 tháng 3. Trong kiến nghị hôm 30 tháng 3, chính phủ Ukraine được đề nghị cân nhắc cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nhằm đáp trả việc Nga chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus. Tính đến chiều ngày 1 tháng 4, kiến nghị thu thập được 611 chữ ký. Nếu nó nhận được 25.000 chữ ký trong vòng 90 ngày, Văn phòng Tổng thống Ukraine sẽ xem xét đề xuất và đưa ra quan điểm. Giới chức Ukraine đến nay chưa bình luận về đề xuất. Thông thường, những kiến nghị là do người dân tự đưa ra. Tuy nhiên, bà Kim Jong cho rằng đề xuất về vũ khí hạt nhân thực chất là âm mưu chính trị của chính quyền Zelensky. Dù quan chức Triều Tiên không nêu bằng chứng, họ muốn mượn dư luận làm cớ, không khó để nhận ra bản chất. Bà Kim nói, nếu chính quyền Zelensky cho rằng họ có thể tránh được lửa đạn từ Nga bằng cách núp dưới chiếc ô hạt nhân Mỹ, họ đã chọn sai đường vì chiếc ô ấy chỉ toàn lỗ thủng. Bà Kim đồng thời cảnh báo Kiev đang lầm tưởng họ có thể đánh bại Nga, trong khi lao vào thảm họa hạt nhân đe dọa sự tồn vong của đất nước. Nga có đường biên giới với Triều Tiên và đã xây dựng quan hệ với nước này từ thời Liên Xô. Năm 2019, ước tính 10.000 lao động Triều Tiên làm việc tại Nga trong các lĩnh vực khai thác, dệt may và xây dựng. Triều Tiên đã công khai ủng hộ Moskva trong các tuyên bố cũng như tại Liên Hợp Quốc. Mỹ cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, điều mà cả Moskva và Bình Nhưỡng đều bác bỏ. Quan chức Nga nhiều lần khẳng định Moskva sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nước này nới mật mối đe dọa tồn vong. Trong khi đó, Mỹ khẳng định vũ khí hạt nhân chỉ nên được sử dụng trong những trường hợp cực đoan.